con chó đẹp nhất lứa tuổi 9 đến 15 tháng của sâu thứ tư. Có 4 con chó tham gia. Junio như thế này là hơi ít. Đấm. Bùn Pháp. Ngồi xem được chuyện quá không ạ? Cô ghi chắc là vẫn là con, cô ghi sẽ là con thắng. Cô ghi Pom. Có lẽ là con Bùn Pháp này. Ba con. Tiếp theo là con Minpin. Màu đen lên hình không nhìn thấy gì cả. Tiếp theo là con Pomerian phục sóc. Và con Bùn Pháp. Có 3 giải nhất nhì ba, có 4 con chó, chắc vẫn là con cô ghi thôi. Rất là bất ngờ, nhất run up. Husky Junior này là đứng sau con Pom. Ba con này thì khó nhỉ, 4 con này thì hơi khó. Nếu con Kogi được hay là con Kogi hay là con Husky hay là con Bùn Pháp. Okay. Đây là bất ngờ một chút là theo những cái dự đoán là con Bùn Pháp là con nhất, nhì là con Pom Phúc Sóc và thứ ba là con Cô Ghi. Phần thi Pet Answer. Phần thi con chó đẹp nhất của cuộc thi lần thứ tư ở trong 5 cuộc thi các giống chó ngày hôm nay. Giám khảo Simon Sim
đây là các cái giám khảo khác ở trong cuộc thi. Đây là một vị giám khảo này. Đây nè. Rồi. Đây là vị giám khảo thứ hai này. Đó. Ở đây là vị giám khảo thứ ba. Ở đây là có tổng cộng là phần thi, quay lại phần thi đầu tiên là của con Kogi. Có 6 giám khảo. Thì vừa rồi là 3 giám khảo và cộng với giám khảo đang chấm nên là 4. Còn 2 vị giám khảo thì mình chưa nhìn thấy ở đâu cả. Không biết là có thể là đang ngồi một chỗ khác. Xong phần thi của con Kogi. Tiếp theo là con chó đại diện cho nhóm 2, con Doberman. Sao con Bi Chon này nó ít lông ấy nhỉ? Nó tỉa theo kiểu này à? Bi Chon là lông thẳng. À quên, con này là con Bi Chon nhỉ, chứ không phải con kia. Con kia là con khác, con kia là con trắng bế trên tay là con khác. Tiếp theo là con Husky. Con đang bế trên tay. Ừ. Mỗi con đang bế trên tay. À, nhầm, cứ nhớ nhầm, tưởng giống đấy là giống Bi Chon kìa. Đây là con. Cái gì bút tờ phở lai cái gì đấy. Tiếp theo là Bi Gò. Trưng của nó là đuôi nó thẳng đứng ở bên trên, cắm thẳng lên trên. Đang về đâu gì nữa. Và cuối cùng, chưa phải cuối cùng. Tiếp theo là con Labrador. Hết chưa? Con Cú đúng không? Ừ. Con Golden kia, Golden thì tao không khóa ở đấy, trong khóa dưới gầm bàn, ba ở cái túi. Hả? Tiếp theo là con một cái con chó rất là mạnh ở trong cái các cái cuộc thi chó đẹp. Cuộc thi chó đẹp này. Con cái giống chó này là cái giống chó mà chăm sóc cần kỳ công nhất. Nhìn toàn thấy lông không, là toàn lông là lông. À, giống chó này là một giống chó sang chảnh. À, phải xem là cái con chó này đấy. Nó chạy một tí là lại phải chảy lông rồi. Đấy. Rất sang chảnh. Con đấy là kiểu gì nó cũng, sẽ được giải, kiểu gì nó cũng được giải. Còn không cần biết là nhất hay nhì hay ba. Điều gì nó sẽ được. Nó được cái này. Chính nó.
trong thời gian chờ đợi thì quay zoom các con chó ở trong cái phần thi này. Cái con công phu nhất, cái con chăm sóc công phu nhất thì nó đã được nhất rồi. Bốn phát vào sau, phải thi một mình. Rồi, zoom. Đây là con Doberman. Xem nào, giám khảo sẽ cho con nào nhì. Có lẽ là Husky. À, Beagle. Beagle là con được gì? Handler người Thái Lan. Như vậy là nếu mà tính dắt ấy, thì là con nhất và con nhì đều là handler người dắt chó. Người dắt chó là người Thái Lan. Còn ở trong đống này nữa là còn có 3 người là Thái Lan. Husky được hạng 3. Rồi. Như vậy là ba con chó được nhất nhì ba best in show của cái cuộc thi này thì là đều là người dắt là người Thái Lan. Còn con chó thì không biết là của Thái Lan hay của Việt Nam thì không biết. Vì có những con chó là của Việt Nam. Nhưng mà thuê người dắt là người Thái.